xin chào tất cả các cô, chú, anh, chị và các bạn. Rất vui được gặp lại các cô, chú, anh, chị và các bạn trên kênh của Ba Michael. Thì Sài Gòn ngày hôm nay là ngày tối thứ bảy nè bà con. Ba Michael đang có mặt ở đây là số 323 đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân. Thì tối hôm nay mời bà con cô bác cùng với Ba Michael đi dạo Sài Gòn ha. Bây giờ là 9:10 khuya rồi đó. Hôm nay mình sẽ đi chơi đêm để Ba Michael sẽ chia sẻ cho bà con bác thêm những cái góc nhìn về đêm ở Sài Gòn. Rồi bà con bác này, đó trẻ con nó xin ăn rồi bà con, nó buồn hay kia sang hết. Xin thưa bà con bác là lát có ai để đổ xăng cái là mấy em bé này xin. Cuộc sống Sài Gòn về đêm á, nhiều khi nó cũng có nhiều cái thú vị lắm nha bà con. Người ta nói là muốn biết một cái quốc gia đó giàu hay nghèo hay cái gì đó, hay là cái gì đó là nhiên quên rồi ta, để lát nữa nhớ rồi nói. Mà đặc thù á bà con, ở mấy cái tỉnh khác thì sao Ba Michael không biết, mà riêng Sài Gòn về đêm á có một cái cuộc sống rất là đặc thù luôn bà con. Có một cái cuộc sống rất là đặc thù, nó nhiều khi nó hoạt động y như ban ngày luôn bà con. Sài Gòn là giống như là một cái thành phố không ngủ vậy đó. Vậy chứ mẹ qua Úc là nó đóng cửa đó. Những người mà sống quen ở Sài Gòn rồi qua nước ngoài đó, họ buồn lắm. Rồi con đường này Ba Michael đang đi là đường Kinh Dương Vương nè bà con. Con đường này thì hồi xưa nó tên là con đường Lục Tỉnh nha bà con. Ở đây là công viên Phú Lâm. Thì cuộc sống Sài Gòn về đêm thì nó tối thui rồi, cho nên Ba Michael không có nói về mấy cái địa danh địa sử nha bà con, mà sẽ cho bà con cô bác thấy được cái cuộc sống thực tại ở Sài Gòn nó sẽ diễn ra như thế nào. Đó bà con bác nhìn bên tay phải Ba Michael ha, có rất nhiều người họ đạp xe đạp ra đây, họ dựng lên rồi họ ngồi đó trong góc tối đó bà con. Họ ngồi trong bóng tối đó, thật ra không phải là họ đi làm gái hay làm gì đâu nha bà con. Nên bà con, đây là những người mà nghèo ở Sài Gòn đó. Họ đang chờ những người khác lại phát cơm đó bà con. Hồi xưa cái con đường này nó không có nha. Nhưng mà càng ngày bắt đầu cái có rất nhiều người ra đây ngồi. Họ cứ ngồi chơi hóng gió đó bà con. Rồi lát nữa có người đi qua cái phát cơm cho họ. Mà xin thưa bà con cô bác á, hồi đó đó cái Ba Michael nhớ đó, cái thời mà nói chung là hồi đó đó không nhớ năm nào đâu, mỗi lần mà phát cơm từ thiện này là xin thưa bà con bác toàn là cơm chay không à bà con. Nhưng mà do cái đặc thù bây giờ đó là người ta phát cơm cơm có thịt luôn nha bà con, không có còn phát cơm chay nữa. Hồi xưa toàn phát cơm chay mà, tại do chắc có lẽ là mấy Phật tử nhà chùa làm á. Đây đây nữa nè, đó VUS hàng chi xe hơi đậu quá trời. Cái trường này trường con nhà giàu nè bà con, học tiếng Anh.
Ba Michael thấy có một phát comment với ba Michael á, một bạn là dạo này là ở đây nè bà con, trên cái con đường nói chung là ở Sài Gòn bây giờ mà phát cơm từ thiện á, mà mình lại mình phát cho mấy người này nè, mà họ sẽ hỏi mình là cơm chay hay cơm mặn nha bà con. Mà nếu mà bà con có bắt mà cho họ cơm chay họ không có lấy đâu. À, cái này thì ba Michael chưa có kiểm chứng nha, tại vì ba Michael thấy một người bình luận như đó, thì không biết có các cô chú anh chị và các bạn nào biết thì có thể là cho ba Michael biết thêm. À, là bây giờ là phát cơm chay là họ không có lấy. Thứ nhất á, là bà con phát ba mấy cậu nghỉ thôi, tại vì bây giờ có rất nhiều người phát nha bà con, có nhiều người phát lắm. Thì người này đợt này đi qua mà nếu mà cơm chay á thì họ không lấy, thì cái đợt tiếp theo nữa thì họ sẽ lấy. Đây trên thành cầu nè bà con, đó à, phát gì đây. Biết phát gì luôn. Đó, ngồi trên thành cầu luôn, một đống luôn bà con. Đây dưới chân cầu nữa nè. À, bà con có bác nhìn bên tay phải nè. Có nhiều cô chú bác nói ba Michael ở đây là họ phải ăn xin đó bà con, đấy ngồi quá trời luôn nè. Họ ở đây là ngồi, họ ngồi họ hóng mát đó bà con. Đó, ở dưới Sài Gòn mình là không có ăn xin đâu. Đó, ở đây quá trời luôn nè. Đó, người ta ngồi người ta chơi, người ta hóng gió thôi. Đó, đó quá trời luôn nè. Gần tấm tuyết kỳ gõ. Đây nữa nè, đó nằm ở ngoài, không phải ngồi nữa bà con, mà nằm luôn. Đó, đây nữa là ngay cửa chùa luôn nè, đó. Họ chỉ ngồi họ hóng mát thôi chứ họ không ăn xin nha bà con. Cũng không có xin cơm luôn. Thì cũng nói chung là cái kênh của ba Michael có rất nhiều luôn ý kiến, cho nên ba Michael cũng không biết cái nào đúng cái nào sai nữa. Hôm nay để ba Michael đi lại. Ở đây là hồi đó là bùng bên kia gõ bà con. À, đây là công trường Duy Linh. Hồi đó có tượng đài Lê Lợi ở đây. Con đường bên phụng bên kia hồi xưa đó là cái bến xe đò đó bà con. Không biết các cô chú có ai bắt đầu nhớ không ha. Đó bên đó đó bà con. Rồi ba mấy cậu quẹo vào đây, con đường này đường bán ai. Hồi xưa là đường Trần Quốc Toản. Đây quá trời luôn nè, mấy cái người mà xe đạp á mà ngồi họ đi có cái bao nữa là họ đi móc bọc đó bà con. À, bây giờ thì mình gọi là đi lượm ve chai, nhưng mà hồi xưa thì ba mấy cậu nghĩ là không biết các cô chú bác còn nhớ cái danh từ mà gọi là đi móc bọc không bà con. À, ba mấy cậu hồi đó ba mấy cậu hay gọi mấy cái người này đây nè, đang ngồi nè bà con. Đó, đang để mấy cái rổ quá trời nè, lụm ni lông, ve chai, nhựa này nè. Thì bây giờ gọi là lụm ve chai. Chứ hồi xưa là ba mấy cậu nhớ là ba mấy cậu hay nói là đi móc bọc. Hủ tiếu Nam Vang. Hủ tiếu Nam Vang này nhớ cái tên này hình như là hồi xưa cũng có bán một cái tiệm ở đường An Dương Vương thì phải. Đây đây nữa nè bà con. Đó, ngồi góc đường nè.
lẩu cá Cô Thơ. Quá trời người ăn không bà con. Hôm nay có trăng tròn đẹp lắm nha. Hôm nay trăng 16. Trời ơi. Cái ông đó ổng con trai mà ổng hát cái giọng gió và mình còn tưởng con gái. Đây bên tay phải nè bà con. À, xin thưa bà con cô bác, ba mày cô thấy rồi. Hàng chi có nhiều người vô chửi ba mày cô là tổ cha thằng nào nói Sài Gòn ăn xin rồi tùm lum á. Hôm nay ba mày cô mới thấy cái cảnh đó không? Ở trước nhà có một cái chú lớn tuổi, chú cầm chú ngồi vô đó để chú đọc báo. Và kế bên cái căn nhà kế bên ba người ngồi trong hành lang đó ngồi để dắt mấy chiếc xe đạp á, dắt để xin. Hàng chi xin thưa bà con cô bác, mà mày còn biết rồi. Tất cả nghĩa là con đường này nó có nhiều thành phần lắm nha con. Có thành phần xin cũng có, xin cơm cũng có, mà có những người mà người ta ngồi trước hiên nhà đó, rồi người ta đọc báo cũng có luôn nha bà con. À, vậy là ba mày còn bị chửi là đúng rồi. À, có nghĩa là mình phải nói cho rõ. Thì hôm nay video này ba mày còn nói rõ nè. Là trên cái con đường này là nó có rất nhiều nha. À, bà con quá phải phân biệt, giống như cái ông này nè, ông đứng ngã tư này nè là ông xin nè. À, những người như vậy là đang ngồi chờ xin cơm á. Rồi những người nào mà ngồi đọc báo, mà ngồi trên cái ghế á, à, nói chung là ngồi trên cái ghế á. Đây, gọi đây là xin nè, đó. Nói chung là bà con có bác phân biệt giúp ba mẹ ngồi trên con đường này ha. Người nào mà ngồi trên ghế, đó là người gia đình người ta ngồi, ta hóng gió đó. Còn người nào mà ngồi dưới đất á, đó là biết là đi ngồi đi xin cơm á. À, đây giống như ngồi dưới đất nè bà con. Đó, là xin cơm đó. Đó, mà cứ thấy ngồi trên ghế là người nhà. Đó, đây nữa nè, đó, quá trời nè. Đó, ngồi trên xe đạp cũng là ngồi chờ xin cơm luôn đó. Đó, đây nè, đó, ngồi dưới đất nè, đó. Vậy là phân biệt nha bà con. Ba mày còn biết cách phân biệt rồi, chọn ngã tư này nhiều quá vậy. Nếu bà con bác thấy ai mà ngồi dưới đất đó là biết rồi đó. Còn mà ngồi trên ghế là không phải nha. Đó giống như những người này ngồi trên ghế. Ôi trà cũng khó hiểu quá nha. Chắc mà mày còn nghĩ đây ngồi trên ghế nè. Ôi cũng khó biết quá vậy. Đó đây ngồi trên ghế này là nhà người ta ăn cơm á. Người ta ngồi nhậu á. Rồi vậy ba mày còn phân biệt là đây ngồi dưới đất nè. Rồi, vậy mình cứ lấy cái móc á, là cứ ai ngồi trên ghế là người dân người ta ra người ta hóng gió. Đây, giống như bên tay phải nè, đó chú này ngồi nè. Đó, hé cái cửa, đó, ngồi trên ghế. Còn này nè, nguyên dài ba người nè, ngồi trên hành lang này nè. Rồi ba người ngồi trên ghế nè, đó. Cứ ngồi mà trên ghế là biết là người nhà nha bà con, mà ngồi dưới đất á, là biết là đang chờ cơm đó. Rồi, trên con đường này nó lẫn lộn quá. Đây, cái này nguyên quá trời luôn nè, ngồi dưới đất nè. Xin ơi bà con bác, đó. Đó, ngồi dưới đất không là khỏi chối luôn, khỏi cãi. Đó, đây quá trời luôn nè, đó, tới đây là đông rồi nè. Quá trời luôn nè bà con. Ồ, trời ơi. Cái này quá trời luôn nè bà con. Ồ. Trời ơi, bánh trung thu mua một cặn năm luôn. Mua một hộp thành năm hộp nha bà con.
bắt đầu đi vô đây là vô sớm chợ trời đây. Bà con của bác nhìn cái cảnh này là bà con của bác không ghê nữa thôi nè. Đó, khu này là khu dân chợ trời nè, đó bà con bác xem ha, đó. Bây giờ bà mới chạy tới khu mà thấy đường đâu mua bán trời. Đó, ui cha đây, hết cha rồi, công an dân phường bắt rồi. À, chết rồi, xong thuyền. Trời ơi, bắt luôn. Đó, xin thưa bà con bác, không phải dễ bán đâu nha. Đâu, để ba mày gò chạy qua bên kia coi. Đó, ba mày gò thấy công an dân phòng đi bắt rồi đó. Đây là cũng là dạng như lấn chiếm lòng đầy đường. Ở đây xe chung cư người ta để ngoài đây quá trời luôn nè. Có bãi trong mà nó không đủ á. Thấy không? Thấy nhà xe bên trong không? Xin thưa bà con bác, mấy cái chung cư này bây giờ người dân người ta xuống quá trời. Đó, đậu phải đậu ngoài để bên ngoài luôn nè. Đó. Ở bên trong có nhà xe đó chứ. Thấy không? Có nhà xe đó mà tại vì nhiều quá đổ đậu không đủ. Hồi xưa toàn đủ xe đạp không mà. À, bên kia bị bắt, nhưng mà bà con có bắt thấy không, người dân người ta vẫn bám trụ, người ta buôn bán luôn nè. Đó, bà con bắt xem ha. Đó. Quá trời. Đó. Quá trời luôn nè bà con. Ô. Bên kia bị bắt thì cứ bị bắt, bên đây bán thì cứ bán nha bà con. Đây có chùa, đây cái khu chợ trời này mới dữ nè. Cái khu này mới là khu dữ dằn nè bà con. À, khu này là bán hình như là không có nghỉ đêm luôn nè bà con. Buổi sáng mà mày còn đi ngang qua thấy vẫn bán, và buổi tối vẫn bán nè bà con. À. Ở đây là bán đồ cũ không à. Đó. Bán tràn ra đường luôn. Ồ, quá trời luôn nè bà con. Đó. Dọc dọc cái con đường này nè, buổi tối người ta đi dạo. Đây, đây là cảnh trời trời sau trung thu. À. Mình là Lê Thanh Đức Hưng, biệt danh là Ba Michael. Cả nhà nhớ bấm subscribe ủng hộ kênh mình nha. Bye bye, tạm biệt.